tên Thủy. Em cũng trải qua ba mối tình, gần đây nhất là nó rất là tình cờ. Lúc lần đầu tiên em đi cast, bạn muốn hẹn hò, rất là thích những cái bạn nam mà thư sinh trắng trẻo, rồi họ đang ngồi đọc một cái quyển ngôn tình mà em rất là thích ngôn tình nữa. Em tên là Phạm Thái Phương. Bên kia ba mối tình hả? Đúng với anh. Bên này hai mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Bạn đó giấu em mà đi giải quyết nhu cầu sinh lý theo một cái kiểu mà mua bán á chị. Em một khi yêu là em rất là cuồng nhiệt, nhưng mà em tuyệt đối không quan hệ chứ hôn nha. Nhìn có vẻ gian gian. Nhưng mà em rất tin lời mẹ của em. Có một hôm mẹ nói thế này: chỗ mẹ con nói mày nghe, mẹ sinh mày ra nhưng mà nó thật sự mày rất là gian. Nói chung là cặp mắt của mày gian lắm. Mày nói chuyện mày phải cười, mày mà không cười là gian. Đó, thấy chưa, cái nhìn liếc lên cái cũng gian nữa. Cho các bạn 5 giây nói với nhau mỗi người một câu ngôn tình hay nhất, sau đó chúng ta quyết định bấm nút hay là không bấm nút. Anh sẽ phải yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em tên là Nguyễn Thanh Phương. Em tên là Trịnh Thị Thanh Thủy. Chia tay mấy mối tình? Dạ, em quen được 3 mối tình. Ngày nào hoa ngát hương trên cành, cơn gió về cánh hoa tàn lặng thầm rung rơi. Theo gió bay, để đưa bắt kêu về nơi này. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có 3 mối tình. Mối tình đầu thì còn bồng bột á. Mối tình thứ hai thì em đi lính rồi quen rồi bỏ em theo chồng. Nó nào? Em không biết là em có lỗi trước hay người ta có lỗi trước, nhưng mà người ta phải xin lỗi em trước thì em mới chịu chị. Khác quá vậy? Mạnh mẽ lên coi, không có thích điểm nào ở người con gái. Lăng nhăng, lăng loàn vậy đó. Trời, cái gì lăng loàn là sao?